đã giao tới rồi, chuẩn bị Tết rồi các bạn. Giờ mình cũng chuẩn bị cái gimbal để mà quay video cho nó chất lượng hơn các bạn. Bây giờ bữa nay mình sẽ kết hợp gimbal nha. Mừng lắm các bạn ơi, lần đầu tiên mới mua được gimbal rồi. Đây là cái Moza Mini S đó các bạn. Ok. Cái hộp của nó gì nè các bạn, nó có cũng chắc là tỉ mỉ nha. Với lại có thêm một cái cục sạc cho mình như vậy đó. Là mình sẽ khui cái này. Hồi hộp quá. Mấy ngày nay mua mừng lắm luôn. Gimbal Moza này nè các bạn, cái này là tiếng Tàu. Là tiếng Tàu không ạ? Đây. Cái này. Còn đây là cái gì đây? Cái tờ gì đó. Đây cái Moza của mình. Thì là. À, trong đây thì nó có một cái gói hút ẩm này các bạn. Này. Và một cái cái túi. Ồ, cái này chắc mình nghĩ là cái túi để đựng cái gimbal các bạn. Giải cũng đẹp lắm các bạn. Đây là cái túi mình bỏ qua bên ha. Ở đây thì có hai cái dây, mình nghĩ dây sạc các bạn. Còn cái này là cái chân á, cái này là cái chân chân trống á, chân để chân ba chìa các bạn. Nó có đầy đủ như vậy nè các bạn. Trong hộp đây. Giờ mình tới được cái gimbal các bạn ơi. Đây cái gimbal của mình. Để làm sao đây? Để xem nè. Đây nó có một cái nút nè các bạn. Mình chưa có biết xài cái này nữa, nhưng mà mình hôm nay thì mình chỉ quay cái video để coi cái gimbal này nó mình tập hợp nó làm sao nha. Đây. Khá là to ha các bạn. Bự lắm nha. Đây, cầm trên tay rất là chắc chắn. Mình từ từ mình sẽ test thử nha. Chứ giờ mình chưa có xài lần nào ấy, mình cũng không biết là sử dụng như thế nào. Rồi cảm ơn. Poya các bạn. Cái nick Poya này kêu là Poya gì? Poya WN4 các bạn. Đây này mình sẽ mở cái hộp này các bạn. Nên mình mua hai món đồ, này mình đã ở chờ lâu lắm rồi đó. Mình sẽ khui hộp. Nãy thì có khui rồi cái gimbal rồi các bạn. Giờ tới khui tới cái mic này nè. Cái micro nè các bạn. Cái này là cái micro không dây các bạn ơi, micro không dây nha. Không biết là mình mua trên Shopee thì nó sẽ như thế nào. Đây thì nó có một cái quyển hướng dẫn đấy các bạn. Lại một cái thẻ sạc. Thêm nữa là cái này là cái hóa đơn á, cái hóa đơn. Ôi cái hộp này các bạn. Cái hộp nó nhỏ gọn quá ha. Dễ thương quá. Đây. Đây. Hai cái như thế này. Nó có hai cục nè các bạn, một cục đầu thu và một cục đầu nhận gì đó. Mình
chưa có xài qua cái này nên mình cũng chưa có rảnh. Đây là một cái sợi dây, ô cái mic nè các bạn, cái mic nè, cái sợi dây này để nói vô á. Hôm nay có một cái cục để cái bịch mà chống ẩm á các bạn. Đây, cái này thì để chụp vô cái đầu mic này nè các bạn, có cái kẹp nữa nha. Là một cái là để dùng cho điện thoại, một cái là dùng cho máy chụp hình đó các bạn. Đây, Tết năm nay mình đã có đồ chơi mới rồi, không còn mà đi ra đường sợ nó ồn quá. Đây cái này thì mình chụp dưới đây để chống gió các bạn, chống ồn á. Không biết đúng không nữa nè. Chưa có xài cái này qua. Đó. Thêm một cái kẹp nữa nè các bạn. Đó, cái kẹp thì chắc chắn ra, cái kẹp thì chắc chắn lắm luôn á. Đây đó, bộ đồ nghề của mình. Đây. Tết hôm nay mình được tặng hai món quà mình rất là thích luôn nha. Một cái là gimbal, một cái là máy thu để quay nhiều cái video mới hơn, quay nhiều cái video chất lượng hơn để phục vụ các bạn nghe, để cho các bạn xem video khỏi phải bị rung nè, khỏi tiếng không có thu được âm thanh á. Để lần sau mình sẽ nghiên cứu coi cái này nó sử dụng như thế nào rồi mình sẽ quay tiếp để các bạn cùng xem nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye. Dùng video hay tao bà sao không? Ví dụ à? Ok đó, bye bye.